Lịch đế vương
chỉ bình thiên trường túc bạc địa danh sơn hà dùng tố dùng linh nghề khám thì thank you.
chính trực vẻ vang trong thanh hồi cùng kìa suốt tờ bờ trông ra nhát trong cửa xuống khói xanh cô bé lững lờ ở biển đông thanh xa hồi cùng chiếc biển đồ có chút lắm thiền tự dưới chân đồi bên thờ cầu bé quang chiếu bao la thế giới hồng nghiệp soi trói lõi nam thiên phong nguyệt vô biên thành ra hồi cùng tam vị chúa tiên dâng văn tam vị chúa tiên hình chúa đệ nhất tây thiên hồ tiên dâng văn chủ đề công chúa nguyện hồ bắc xa tiên thế là biển ngư vô vắng chỗ
nguyệt khai hoa, sinh ra tiên nữ kỳ tài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thái tử đề tam không tôn thần, con lớn thái tử đề tam phương vi diện mạo lòng nhàn khác thường. Dành ân lai làng anh đi ánh vầng hồng sáng dạng Nam Minh con vua thoại quốc đồng minh để tam tháng tử giáng sinh thank you.
dâng một chiếc tấu thỉnh vương quan. Ngân đệ tử tiên bản văn đàn dâng sự tích nghe ông lớn đệ tam hoàng thank you.
trải dáng khê lên ngàn ngài xuống biển, lành gian từ quy địa tòa danh nam đến thơ quan tam tia kiểu đai vàng ta long ngưu hồ thạch bàn cũng lắm ngày dài quan cũng
lệnh quan lớn truyền phải bộ chu dinh chỉnh tề đai giáp chơi đường xương xa. Sáng rồng bao phen sung trận chiến công lẫy lừng, trận long dài đồng đình thủy tế, trận long dài đồng đình thủy quốc, quyền quan khải thống lĩnh thủy binh, dịch đằng cho tới lành giang dâu tiên ghi đạt thế gian lưu truyền. Đôi kiếm vàng lòng ai ngại ngự từ làng sơn về tới Hưng Yên là con vua bát hải đồng đình quan tam thái tử giáng sinh đền rồng. Dạo chơi hết các miền sông nước giải kỳ cùng đến dòng ở sông Chanh, sông Cầu, sông Hát, sông Thanh, sông Thương, sông Hổ danh tướng tài. Cường thần nơi xích đằng ngài ngự hạ tân ngài tâu về đành giang, cường thiêng sát quỷ từ ta nhân tài lâm liệt trầm anh đại ta. Chính từ quan lớn tuần xanh
sợ
trung quân. Tiệc 25 tháng 5 là đại nhân sinh thần. 25 tháng 5 người hiền hoa muôn dân đào dòng
trời, nương nghi trời tế độ sinh nhân. Đuông đuông nơi chân hắc vân, thượng đồng bát dâu cứu nhân ngài chủ ta. Chưa hoa đơn kêu quan về ngũ bệnh đã tàn thôi. Một con huyền thịnh dưa quân đức, cúi xin ông ban phước hà xa. Xin ông mơ lượng hải hà, độ cho non nước nhà nhà được hưng trong sáng. Sám hối ông chẳng dám đơn sai, mong ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt được biến tài vĩ thường. Ba con huyện đèn hướng dâng tiên, cúi xin ông thương đến đồng xa. Cho họ hoàng được mặt hoa giá hồng. Bốn con nguyện một lòng chi kính, sinh lễ nghi chẳng tính với ai. Xin ông sáng phúc trừ tay, độ cho được chữ lập tài công danh. Trung thành với đạo mẫu, hội đồng văn võ bách quan căn cao mở phù tôn nhan. Khi làm đồng thầy thì chẳng tham giàu nghèo. Sáu con nguyện tu theo tiên giáo, ông khai tâm học đạo môn linh, cho được trí thông minh, khai cho xong nhớ được tính được thường. Bầy con huyền đèn hướng dân tiên, cúi xin ông thương đến họ hoàng con. Ai mà nhầm lối truyền tha, độ cho họ dưỡng được đời đời vinh. Còn đương cha sổ hay ông lớn
số cho ai. Thiên binh vạn mã toàn tài, quan quân lịch sử đáng trai anh hùng. Đêm cùng ngày giữ việc thoải cung, đội lệnh cửu trùng cứu trợ quân dân. Họ là con, họ xương con cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Thanh xa hồi cùng bà một đình điều thất con vua, bác hảo tổng đình để tôi con điều thất anh linh khác thường. Thanh xa hồi cùng con lớn chiều thường, con thưa thứ ai ông lớn chiều thường, hở lên thái tổ khoảng cai trong chiều bình. Thanh gia hồi nên dòng sớm hôm mai cho bà được biết vui vẻ trong đêm dần. Ngày chơi phủ chính nghi công đồng ở châu đế đất vào xa. Thanh gia hồi đêm đông buông xuống dưới lãng đác, nghe tiếng lá rụng sao sạc lá rơi dễ kêu đời núi vắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quán quán chiều vào. Gập ghềnh đôi gấm núi cao chiều ra đôi đò. Chiều vào ngàn xanh thượng ngàn đệ nhật tối linh. Trình nhớ lên cứ vô trầu bà, chứng nghe cho con có
thuận lòng rơi xứ đẹp lòng dân nhi về đồng chí lễ sơn trà thiên ngân thoi núi bạc vàng thỉnh dân thank you.
trông dục. Bộ sơn thần châu dựng đôi bên bách hoa sư bị tiên hà. Dứt đệ tam trầu thành thoại hiên thay, hành vân hành vũ làm dày cơn gió đùi. Cơn sai châu đệ tứ tùy tòng, chiêu dòng công chúa ngự đồng châu cứu dân.
tiếp lộc ban tài trầu về, tiếp lộc ban tài kho vàng kho bạc, trầu mới ban ra lộc này của mẹ của cha. Lộc mới ban ra trầu về, lộc mới ban ra bốn phương hồi họp để ta tăng ngày bạc cho tiền tốt mùa dày, bỗng lộc cho lắm về đây càng nhiều bạn cho giải thích ra nhiều. Tài lộc kim ngân trong kho, tài lộc kim ngân ban cho đệ tử được nhiều hơn xưa, kho này của mẹ của cha. Lộc ban tài trầu về, tiếp lộc ban tài